Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 11b đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thương người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 đàn ông." Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngã mình thành từng nhóm khoảng 50 người một." Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngã mình xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thùng. Trong những ngày tháng bị giam cầm, Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuật đã viết tập sách 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong tập sách ấy, Ngài kể lại câu chuyện như sau. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ngài bị bắt bất ngờ nên không mang theo gì cả. Ngày hôm sau, Ngài được phép viết thư về nhà để xin những đồ cần dùng nhất. Trong bức thư, hàng chữ đầu tiên Ngài viết: "Xin gửi cho tôi ít rượu thuốc chữa bệnh đường ruột." Bên ngoài, giáo dân hiểu ngay Ngài xin rượu lễ. Ngày hôm sau, ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ bên ngoài có dán giấy đề chữ "Thuốc trị bệnh đường ruột" và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm. Ông ta hỏi Ngài: "Ông có bị bệnh đường ruột không?" Ngài trả lời: "Có." Ông ta nói: "Đây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông." Từ đó, trong lao tù, Ngài dâng thánh lễ với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trong lòng bàn tay. Cảm động nhất là Ngài đã dâng thánh lễ thật sốt sắng và chia sẻ mình Thánh Chúa đựng trong những vỏ bao thuốc lá với các bạn tù công giáo trong trại giam với tình huynh đệ thắm thiết. Như Manna nuôi dân Do Thái trên đường về đất hứa, như 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi 5.000 người ăn trên đồng cỏ xanh. Thánh lễ Ngài dâng trong lao tù chính là phép lạ thánh thể nuôi dưỡng Ngài và các anh em trên con đường hy vọng. Trên cuộc hành trình về đất hứa, Thiên Chúa thương xót dân chúng đói khát trên chặng đường dài 40 năm, đã thực hiện phép lạ cho manna như xương xa từ trời rơi xuống và cho chim cút bay rập trời làm lương thực nuôi dân Chúa hằng ngày. Từ bản chất, manna và chim cút không thể làm nên phép lạ. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã làm nên điều kỳ diệu ấy. Tình yêu là chìa khóa mở cánh cửa kho tàng ân phúc cho dân người. Tuy nhiên, dù hằng ngày được ăn manna và chim cút, sau đó dân Chúa vẫn cảm thấy đói khát. Trên đồng cỏ xanh, từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi 5.000 người ăn no nê. Chúa Giêsu thương xót dân chúng bơ vơ và đói khát trên đường theo Chúa. Với tình thương của vị mục tử nhân lành, Ngài đã nuôi dưỡng dân Ngài bằng bánh và cá. Tự bản chất, 5 chiếc bánh và 2 con cá không thể làm nên phép lạ. Chính tình yêu Chúa đã làm nên điều kỳ diệu ấy. Tình yêu là chìa khóa mở cánh cửa kho tàng ân phúc cho dân Ngài. Tuy nhiên, dù được ăn bánh và cá no nê, sau đó dân chúng vẫn cảm thấy đói khát. Trên bàn tiệc thánh thể,
Chúa Giêsu trở thành tấm bánh duy nhất bẻ ra nuôi toàn thể dân Chúa trên cuộc hành trình về thiên quốc. Bánh và rượu từ bản chất không làm nên điều huyền nhiệm. Chính tình yêu cao cả đã thúc đẩy Chúa Kitô thiết lập bí tích thánh thể để giữ nuôi giáo hội trên cuộc lữ hành tiến về quê trời. Trong bí tích thánh thể, qua việc biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa, Chúa Kitô đã trở thành lương thực thần linh, đem đến cho nhân loại sự sống đời đời. Tình yêu là chìa khóa mở ra kho tàng ôn thiêng dồi dào, để những ai đón nhận Chúa sẽ được no thỏa mãi mãi. Tình yêu luôn làm nên những điều kỳ diệu, vì thế nếu thiếu tình yêu sẽ không có phép lạ. Có thể nói, công thức của phép lạ hóa bánh ra nhiều là 5 chiếc bánh và 2 con cá cộng với tình yêu. Nếu không có tình yêu thì bánh và cá làm sao đủ cho bấy nhiêu người? Nếu chỉ nghĩ đến bản thân và vun quén cho mình thì con người luôn thiếu thốn. Nhưng nếu biết hướng đến người khác để trao tặng tất cả thì con người luôn được trả lại một cách dồi dào. Tình yêu là nguồn suối kỳ diệu, càng múc nước càng tuôn trào. 12 thúng bánh vụn chính là kết quả của tình yêu hiến dâng. Trong thế giới hôm nay, cơm bánh quá đủ cho mọi người được no nê, nhưng vì tình yêu không đủ nên con người vẫn thiếu cơm bánh. 5 chiếc bánh và 2 con cá luôn có sẵn trong tay mỗi người, nhưng vì thiếu tình yêu nên phép lạ hóa bánh đã không xảy ra. Chỉ vì người ta đóng chặt con tim nên vẫn còn những quốc gia nghèo đói, vẫn còn những người không có cơm ăn áo mặc. Muốn xóa đói giảm nghèo, trước hết người ta phải biết mở bàn tay ra. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã bẻ tấm bánh đời mình để trao hiến cho chúng ta, để dạy chúng ta cũng biết bẻ tấm bánh đời mình để trao tặng cho mọi người. Tấm bánh được cho đi luôn luôn có hương vị thơm ngon hơn tấm bánh giữ lại cho riêng mình. Chính tình yêu sẽ làm nên những phép nhân kỳ lạ trong cuộc sống, bởi vì con tim càng phung phí lại càng giàu có. Thank you.
lại Chúa. Uy quyền khả ai nên nguồn sông thế trời. Và tổ tông xưa thu tích man na dành sức sau. Đường quê có lâu không mà không quan lòng đông. Nhờ mình mau thanh khiến trên dương gian đầy gai trông. Ngàn hiểm nguy chất đông hồn con bước tới cùng. Tới quê tìm đàn con ước mong. Chúa thương lẽ nào con ngã lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ai trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ai nên nguồn sống thế trời. Thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, uy quyền khả ai trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ai nên nguồn sống.